Xin chào các bạn quay lại với Gara CCM Pháp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình sơn heo thắng tại Gara mình. Thì trước mặt các bạn đây là bộ heo Rambo của xe Nissan GTR. Thì để mà sơn heo cho đạt được cái độ bền, độ hiệu quả cao nhất, thì bước đầu tiên sau khi tháo heo xuống xe là mình sẽ tẩy bỏ lớp sơn cũ, tẩy sạch ra tới cái lớp kim loại ban đầu. Bước theo sau đó là mình sẽ dùng loại sơn lót chuyên dùng. Đối với heo của Rambo này là vật liệu bằng nhôm, mình sẽ dùng loại lót chuyên cho nhôm để đạt được cái độ bám tốt nhất cho cái lớp sơn bề mặt. Sau đây mình sẽ tiến hành cái bước đầu tiên của quá trình sơn heo là mình sẽ dùng hóa chất. Hóa chất để mình tẩy hết, có loại bỏ cái sơn cũ này đi. Sau khi mình đã tẩy sạch cái lớp sơn và mình đã sơn lên cho nó một cái lớp sơn chuyên cho nhôm, cái lớp sơn này nó sẽ giúp cái lớp sơn màu bám lên cái nền nhôm tốt hơn và để tránh cái hiện tượng sơn bị bong chóc trong quá trình sử dụng. Cái lớp sơn này nó sẽ có màu xanh các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho sơn lót, cho mình sẽ sơn lót trước khi mình thổi cái màu đỏ lên.